đánh lỗi nhiều ấy nhỉ pre chorus tiền điểm khúc đấy nếu, nếu có thì cái này thì các bạn phải phụ thuộc vào vocal chorus build up Hello, xin chào các bạn, mình là Thị Phương VBK đến từ VBK Music và các bạn có thể liên lạc với mình Có các địa chỉ đăng nhập nháy trên màn hình. Đây là lịch phát sóng theo chủ đề trên kênh để các bạn có thể chờ đợi bài giảng phù hợp hơn với các bạn. Hiện tại thì mình đang bán các bộ video hướng dẫn hòa âm phù khí, bán nốt phòng thu, nhận dạy hòa âm phù khí trên toàn quốc và nhận hòa âm phù khí cho những sáng tác mới. Nếu mà các bạn có nhu cầu thì liên lạc mình. Ngoài ra thì mình còn có một group về tự học FL Studio Việt Nam rất là mong em ủng hộ. Đây là các bộ video mà mình đã làm được. Ok và hôm nay thì mình sẽ đến với các bạn trong phần chia sẻ những cái câu hỏi mà các bạn hỏi lặp đi lặp lại rất nhiều lần Nghĩa là đã có rất là nhiều bạn mắc phải và tương lai sẽ tiếp tục có những bạn mắc phải tiếp và bây giờ thì mình sẽ làm một cái video và để khi nào các bạn hỏi mình chỉ cần gửi cho bạn cái clip là xong thay vì việc mình phải ngồi mỗi ngày mình lại phải trả lời những câu hỏi lặp đi lặp lại ok việc đầu tiên là các bạn hỏi cách hiển thị nốt trên keyboard trên piano roll đây như ở các bạn máy của các bạn nào mới cài thì nó sẽ không có các nốt trên piano roll này thì các bạn sẽ vào phần file view và key label vào chọn nốt thời điểm hiện tại trên máy các bạn nó chỉ có root nốt thôi nó chỉ có c này thôi thì rất là khó nhìn thì mình nhắc lại một lần nữa nhé Vào menu này View Killable Và On Câu hỏi thứ hai là bị mất cửa sổ browser và control của Piano Roll. Đây, browser đây bạn không có để đưa các cái nhạc cụ của bạn vào channel rack right. thì việc làm của bạn rất đơn giản là các bạn đưa vào vùng biên nó sẽ có một cái mũi tên hai chiều này và các bạn kéo ra thôi. Có một vài trường hợp các bạn thao tác, các bạn click nhầm và các bạn kéo, nó lùi lại mất. Đối với Piano Roll cũng thế, các bạn có thể bị kéo như thế này, thì các bạn chỉ cần chỉ chuột và kéo lên là xong. Câu hỏi thứ ba là các bạn không cắt được sample trên playlist mà nó cứ bị kéo giãn ra. Cái này thì rất là nhiều bạn bị. Rồi, ok, trong cái trường hợp này thì các bạn thấy một cái file của bạn và các bạn muốn cắt ngắn lại bằng cách di chuyển chuột thì đây, các bạn lại bị cái trường hợp là kéo giãn nó ra cho nó sẽ không bị cắt như mong muốn của các bạn. Lúc này thì các bạn nhìn bên ô playlist picker nó có cái stretch. Tất nhiên là các bạn phải click vào phần audio clip picker nhá. À, nếu mà các bạn chuyển sang bên này thì nó sẽ không có. Rồi và các bạn tắt cái đánh dấu ở stress này đi là các bạn có thể cắt được nó nha. Câu hỏi thứ tư là trình tự học hóa âm phối khí cơ bản của nhạc nhẹ trên máy tính. Đầu tiên thì nhạc nhẹ là gì? Đó là rock, pop, pop ballad, jazz, R&B và lo-fi jazz. Khá là nhiều nữa, đại khái là phải dùng các nhạc cụ sống thì nó gọi là nhạc nhẹ. Và trình tự các bạn sẽ học FL Studio cơ bản, nghĩa là các cái thao tác cơ bản cũng như là các cái thiết lập trong FL Studio. Tiếp theo các bạn phải học nhạc lý cơ bản. Tiếp theo nữa các bạn là phải học cơ bản về cách hòa âm phối khí cho từng cái dòng nhạc mà các bạn chơi. Tiếp theo các bạn phải học mix master cơ bản và cuối cùng là phần nâng cao để các bạn có thể một có một sản phẩm tốt hơn, chất lượng hơn thì các bạn phải học tính năng của các nhạc cụ sống, nghĩa là kỹ thuật của các nhạc cụ sống nó đánh như thế nào thì các bạn phải mô phỏng được ở trên phần mềm của các bạn. Tiếp theo các bạn phải học nhạc lý nâng cao để uh, giúp cho các phần hóa âm phối khí của các bạn nó chi tiết và uh, chu hơn. Tiếp theo là các bạn à, xa nữa thì các bạn học cách thu và xử lý nhạc cụ sống như là guitar, piano, à, các cái nhạc cụ dân tộc hay là các cái nhạc cụ như violon, viola 6. Và cuối cùng là các bạn học thêm về mic master nâng cao để có một bản nhạc nó chỉnh chu hơn. Câu hỏi tiếp theo là trình tự về học hòa âm phục khí cơ bản cho dòng nhạc EDM. Thì à, đầu tiên các bạn sẽ học về FL Studio cơ bản. Các bạn sẽ học về cấu tạo và chức năng của FL Studio và thao tác cơ bản để tạo ra một bản nhạc gọi là đơn giản nhất có thể thôi. Tiếp theo các bạn học về idem cơ bản, thì các bạn phải cần học nguyên lý hòa âm phục khí cho idem cơ bản theo EQ. Tiếp theo là nguyên lý cơ bản về ADS, ADsA, <laughs> ADR đấy, khổ để đọc tiếng anh đó cái mồm. Và cuối cùng là các bạn phải học về các nhạc cụ trong idem. Tiếp theo nữa các bạn học nhạc lý cơ bản. Tuy nhiên là cái nhạc lý cơ bản này nó không quá là khắt khe giống như nhạc nhẹ. À, các bạn cũng có thể là vập luôn vào dòng nhạc cũng được. Tiếp theo là cơ bản về gen nhạc. Thì các bạn cần tìm hiểu về các nhạc cụ trong cái trên nhạc đó Các bạn cần tìm hiểu về cấu trúc phát triển của một bản nhạc Và các bạn phải học Big Master các bạn Khi mà các bạn muốn học nâng cao sau khi mà các bạn đã làm được một bản nhạc cơ bản rồi Thì các bạn sẽ học nâng cao để tăng chất lượng bản nhạc Lúc này các bạn cần nhạc lý nâng cao Các bạn học sâu về Sound Design Bởi vì bản... Giống như tính năng cái nhạc cụ đấy Các bạn phải hiểu được cái cấu tạo của một cái sao điện tử Nó là như thế nào thì các bạn mới có thể làm Các bạn phải tạo ra các cái sắc thái mà các bạn mong muốn được Và cuối cùng là mixing và master chuyên sâu Câu hỏi tiếp theo là Cấu trúc phát triển của một bản EDM original à, Original là một bản nhạc mà chỉ có nhạc à, Không có vocal nhá Thì nó gồm có intro, break, build up Cái này mình Viết thiếu, Drop à, Xong tiếp theo là quay lại break 2 Build up 2 và drop hai sau đó là out à, rất đơn giản như thế thôi. Thường một bản EDM original nó sẽ rơi vào khoảng tầm 3 phút thôi. Câu hỏi tiếp theo là cấu trúc phát triển của một bản vocal EDM thì các bạn sẽ phải phát triển các bạn sẽ kết hợp là vừa có một phần đệm hát, có một phần đệm cho vocal, các bạn vừa phải có một phần nhạc EDM. Thì các bạn cần có intro, verse Đánh lỗi nhiều ấy nhỉ. Pre chorus tiền khúc đấy nếu, có thì cái này thì các bạn phải phụ thuộc vào vocal chorus build up và các bạn lưu ý một chút là build up có thể gộp chung với cùng với chorus nhé. nghĩa là vừa hát vừa build up để đẩy lên drop drop xong thì quay lại verse 2 pre chorus Đó, nó lại lặp lại như lúc nãy thôi và out Đó, các bạn lưu ý là đối với nhạc EDM thì, cố gắng không sử dụng các đoạn Coder Coder coda đấy coda hoặc bridge kể cả là có thì khi mà remix thì mình cũng tránh Tiếp theo cấu tạo nhạc cụ chung cho một bản nhạc EDM Thì nó gồm có bass, chord, ARP, lead, drum, epic Tất nhiên là không cần phải đầy đủ Nhưng mà trên tinh thần cơ bản là hầu hết các bản nhạc nào cũng đều có những cái phần này Từ đoạn phát triển break cho đến đoạn drop nhé Và cuối cùng là các bạn học làm nhạc theo trình tự trên kênh youtube như của mình như thế nào Đầu tiên là các bạn có thể vào trong playlist của mình, mình chia ra các playlist rất là rõ ràng để các bạn có thể là có các bài giảng Hello, xin chào các bạn, mình là đầu tiên là hướng dẫn Apple Studio cơ bản này Đó, Hướng dẫn làm nhạc như người nổi tiếng, hướng dẫn master thủ thuật và kinh nghiệm Đó, Hướng dẫn làm nhạc từng bước một, Đó, các bài review, các bài remix đó thì các bạn khi mà bạn vào phần danh sách phát nó sẽ rất là rõ ràng để cho các bạn có thể học theo trình tự của bạn tiếp theo là khi mà các bạn muốn tìm hiểu về một vấn đề nào đấy có thể mình sẽ hướng dẫn trên khá là nhiều playlist và khá là nhiều cái um, cái cái video khác nhau thì các bạn có thể là search một vấn đề ví dụ mixing VPK chẳng hạn nó sẽ có rất nhiều video để các bạn học về phần mixing VPK hoặc master này master VPK đó, thì có những cái video liên quan đến Master, đây hướng dẫn mắt EQ này Master độ lớn tối ưu độ lớn, đó. hoặc là EQ VVK chẳng hạn thế nó sẽ có, có rất nhiều mắt EQ này nguyên lý của EQ đó, OK vừa rồi là toàn bộ những cái câu hỏi mà các bạn thường xuyên hỏi mình để các bạn có thể dễ dàng hơn, à, bạn sẽ không gặp phải các câu hỏi thường gặp như vậy nữa. Mình là Thầy Phương VVK đến từ VVK và sẽ rất là vui nếu như các bạn ủng hộ mình trong thời gian tới bằng cách sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của mình nhé trên màn hình đang có các video clip mà các bạn có thể sẽ thích các bạn hãy click vào và tự chọn những video mà các bạn cảm thấy phù hợp ngoài ra các bạn cũng có thể đặt câu hỏi xuống bên dưới cũng như là vào phần danh sách phát để mình có thể trả lời thắc mắc cho các bạn nhé còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo bye bye